Ồ, ôi giời ơi, vâng, tuyệt vời. Chào mừng các bạn đã cùng đến với Việt Nam. Như vậy là chúng ta có thể thấy đó chính là một cái cột điện, nhưng mà lại có thêm một chức năng mới, đó chính là dẫn nước luôn. Thật là tuyệt vời, đúng không ạ? Ôi trời ơi, không biết là đây là ở đâu, nhưng mà có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, đúng không ạ? Nước mà lại cột điện mà lại dẫn nước này nữa, thì mà nếu mà dẫn điện thì có lẽ là quanh quanh đây nó sẽ là một cái bẫy rất là nguy hiểm. Rồi, chúng ta ở Việt Nam có những chuyện mà chúng ta không thể tưởng tượng, nhưng mà nó vẫn có thể xảy ra được. Đấy, tôi là lần đầu tiên tôi thấy là nước lại được dẫn vào trong một cái cột điện như này, không biết mục đích là để làm gì, đúng không ạ? Đấy, rồi thôi, phun ra như thế này có lẽ là đường nước hình như lại đưa thẳng vào trong cột điện luôn rồi. Ui rồi, chịu không, không biết là làm ăn kiểu gì. Tôi tin tức cập nhật những video hay và nóng nhất ở Việt Nam qua một góc nhìn chân thực nhất. Các bạn đừng quên đăng ký kênh Tôi Tin Tức để cập nhật những video hay mỗi ngày. Nhớ ấn đăng ký và like nha. Xin cảm ơn.